bãi nhiệm khẩn cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam do nhận hối lộ. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, luôn đề cao vai trò của việc thượng tôn pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Kế thừa tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn có những hành động quyết liệt trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh của Đảng. Cụ thể, mới đây Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 49 NQCP của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Duy Thành. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 5. Trước đó, ngày 9 tháng 5, Ban Bí thư đã xem xét và thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Ban Bí thư nhận thấy ông Lê Duy Thành, với vai trò là Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông Thành cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Ban Bí thư, những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Duy Thành. Ông Lê Duy Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 3 để điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Theo Bộ Công an, những động thái này là kết quả của cuộc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương có liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh duy nhất trên cả nước có số phiếu tín nhiệm thấp lên tới hơn 53%. Trước đó, ông Lê Duy Thành là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh duy nhất trên cả nước có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất. Ông Lê Duy Thành cũng là một trong những Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có phiếu tín nhiệm thấp lên đến 53,19% là phiếu tín nhiệm thấp 40,43% phiếu tín nhiệm cao và 4,26% phiếu tín nhiệm. Phiên bỏ phiếu diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2023. Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm được Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công khai, trong đó ông Lê Duy Thành là trường hợp duy nhất trong số 28 chức danh nhận trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp. Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân sẽ trình Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Nếu một người được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ, việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sẽ có trách nhiệm trình Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân tiến hành miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Nếu một người được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ, việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm sẽ được thực hiện đối với tất cả các chức vụ đó. Như vậy, trong trường hợp này, ông Lê Duy Thành có thể xin từ chức hoặc Hội đồng Nhân dân sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được đánh giá theo 3 mức. Các mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm, không tín nhiệm. Nhưng ở đây quy trình bỏ phiếu tín nhiệm chỉ còn 2 mức là tín nhiệm và không tín nhiệm. Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số phiếu đánh giá không tín nhiệm
thì Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định việc miễn nhiệm. Ở nhiệm kỳ này đến nay, ông Lê Duy Thành là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh duy nhất trong cả nước nhận trên 50% số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói luật pháp bất vị thân, quân pháp bất vị thân. Bất kể ai vi phạm dù ở vị trí nào thì trước pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Những vụ việc như xử lý hàng loạt lãnh đạo trung ương và địa phương vừa qua chứng tỏ việc xử lý tham nhũng tiêu cực đang được tiến hành trên toàn hệ thống chính trị của cả nước. Bộ Công an tiến hành thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước. Quý vị thân mến, tới đây Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Ngân hàng Nhà nước từ ngày 01 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm thanh tra. Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy rằng cứ thanh tra tới đâu là có sai phạm tới đó, và chúng tôi cũng hy vọng rằng Ngân hàng Nhà nước không để xảy ra các vi phạm như những bộ, ban, ngành đã bị thanh tra và xử lý như thời gian vừa qua. Quý vị chắc hẳn đã biết, hoạt động của ngân hàng là lĩnh vực rất nhạy cảm, tác động trực tiếp đến an ninh tiền tệ và an ninh kinh tế quốc gia. Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng cuộc thanh tra đang tiến hành tại Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hơn công tác này. Ngày 01 tháng 5, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn Thanh tra, đã chủ trì buổi công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Công an về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Ngân hàng Nhà nước. Dự buổi công bố ngày 10 tháng 5 có Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được thanh tra. Theo quyết định thanh tra, 15 vụ cục và 10 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước sẽ nằm trong phạm vi thanh tra. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng đã công bố toàn văn quyết định thanh tra đối với Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng yêu cầu đoàn thanh tra tiến hành thanh tra và kết luận rõ các nội dung đã đề ra trong kế hoạch một cách khách quan, chính xác, chấp hành pháp luật về thanh tra và các quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đối tượng thanh tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thượng tá Đinh Văn Kha, Phó trưởng đoàn thanh tra, cho biết các nội dung thanh tra bao gồm công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, việc tổ chức các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng, phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Tại buổi công bố nói trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra cũng như ý kiến phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng. Đồng thời, bà yêu cầu các cơ quan, đơn vị được thanh tra chuẩn bị báo cáo và đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất kinh doanh vàng miếng. Phó Thủ tướng Chính phủ gần đây đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng theo đúng quy định của pháp luật. Việc này nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng và đẩy giá cạnh tranh không đúng quy định. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất khi có kết luận của cơ quan thanh tra nhà nước. Nhận quà Tết 5 tỷ đồng, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Lào Cai lãnh án. Thưa quý khán thính giả đang theo dõi kênh Phú Quý Tài Lộc, rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị thân mến, mới đây tại cơ quan điều tra, cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015
đã được công ty Lilama mang 5 tỷ đồng tới tặng quà Tết. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung truy tố cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng đều là cựu phó chủ tịch tỉnh, Mai Đình Định cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phan Văn Cương cựu phó giám đốc Sở Công Thương cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 người thuộc công ty Apatit Việt Nam gồm Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc, Phạm Cao Khiêm, cựu phó tổng giám đốc, Nguyễn Ngọc Bích, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, bị truy tố về vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, bị truy tố hai tội danh là rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò và khai thác tài nguyên. Theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng cùng các bị can nhóm thuộc cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai từ năm 2011 đến năm 2015 biết rõ diện tích 37.700m tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt và quy hoạch quặng Apatit tại quyết định số 28 ngày 18 tháng 8 năm 2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, vì mục đích phát triển của tỉnh Lào Cai và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không phù hợp với quy định của pháp luật, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, làm trái công vụ, ký các văn bản giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 37.700m đất thuộc khai trường 18 cho công ty Lilama xây dựng 32 dự án khách sạn, nhà hàng. Từ đó, công ty Lilama và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit có trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu lợi hơn 171 tỷ đồng và công ty Apatit thu lợi 184 tỷ đồng. Cáo trạng mới ban hành xác định bị can Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015, là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ, ông Vịnh đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai mà ký các văn bản, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quyết định của pháp luật để công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản quặng Apatit tại khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển, thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ. Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi còn làm bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà Tết. Sau khi nhận số tiền 5 tỷ, bị can Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Số tiền khủng mà chủ tịch xã ở thành phố Phú Quốc nhận hối lộ để làm ngơ cho các sai phạm. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phú Quốc thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Du Việt Thanh, sinh năm 1980, ngụ tại thành phố Phú Quốc, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi nhận hối lộ. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, qua mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát hiện đối tượng Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, đã nhận hối lộ một xe ô tô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng để làm ngơ cho các hoạt động phân lô, bán nền đất rừng và đất nhà nước quản lý. Với hành vi này, Thanh đã tiếp tay cho các bị can khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 19 tháng 4, Công an thành phố Phú Quốc cũng đã đồng loạt tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Lĩnh, sinh năm 1985,
Lê Minh Điệp, sinh năm 1991, cùng thường trú tại xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, và Đặng Văn Hùng, sinh năm 1981, thường trú tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả ba đối tượng đã lập công ty do Điệp làm giám đốc với ngành nghề môi giới, tư vấn và kinh doanh bất động sản. Từ năm 2021 đến năm 2022, ba đối tượng này đã tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân ở xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc. Ngoài ra, họ còn lấn chiếm thêm nhiều phần đất suối và đất rừng đặc dụng bên ngoài. Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện và kéo đường điện trái phép trên các thửa đất rồi thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên dự án. Các dự án này đều không có thật nhưng được giới thiệu, quảng cáo và chào bán các lô nền đất cho khách hàng dưới hình thức mua bán và lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại thành phố Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính. Toàn bộ quá trình này có sự phân công vai trò cụ thể của từng đối tượng. Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm, còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất suối, đất rừng đặc dụng do nhà nước và vườn quốc gia Phú Quốc quản lý. Khi phân lô bán nền, các thửa đất này chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng, chỉ mới đặt cọc hoặc đã ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Thậm chí, có thửa đất các đối tượng tự lấn chiếm đất suối do nhà nước quản lý, đất rừng do vườn quốc gia Phú Quốc quản lý. Có thửa đất đã phân lô bán nền cho khách hàng nhưng các đối tượng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều cán bộ cao cấp của Bộ Công Thương nhận hối lộ. Mới đây nhất, Bộ Công an đã tiến hành bắt ông Trần Duy Đông về tội nhận hối lộ. Ngày 3 tháng 4, ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, nguyên là Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam để làm rõ các sai phạm liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oi. Ngày 10 tháng 4, tại buổi họp báo của Chính phủ, Trung tướng Tô Nở Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương. Ông Trần Duy Đông bị điều tra về tội nhận hối lộ. Việc ông Trần Duy Đông bị bắt tạm giam là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oi và một số cơ quan, tổ chức có liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng trên, cơ quan an ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc tại Bộ Công Thương của ông Trần Duy Đông. Vì sao ông Trần Duy Đông lại dính líu đến Xuyên Việt Oi? Ông Trần Duy Đông được Bộ Công Thương điều động làm Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu từ tháng 6 năm 2023. Đến ngày 23 tháng 1 năm 2024, ông Trần Duy Đông được điều động và bổ nhiệm sang vị trí Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại. Trước đó, từ tháng 8 năm 2017, ông giữ chức vụ trưởng vụ thị trường trong nước của bộ này. Ông Trần Duy Đông cũng từng giữ vị trí vụ trưởng vụ thị trường châu Mỹ, Bộ Công Thương. Cùng với ông Đông, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã bắt ông Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng của Công ty Xuyên Việt Oi và ông Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oi, về tội đưa hối lộ. Bộ Công an cũng cho biết Xuyên Việt Oi là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước. Công ty này được Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào ngày 19 tháng 11 năm 2021 với hiệu lực trong 5 năm. Năm 2022, Xuyên Việt Oi không được Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết nhập khẩu xăng dầu với lý do công ty chậm nộp thuế.
Đáng chú ý, kết luận thanh tra được Bộ Công Thương thực hiện hồi đầu năm 2022 và công bố vào cuối năm ngoái đã chỉ ra rất nhiều điều bất thường tại doanh nghiệp này. Kết quả thanh tra cũng cho thấy một số vụ, cục thuộc Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan tham mưu, đã không tham mưu đầy đủ với lãnh đạo bộ để thực hiện chức năng hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh phân phối xăng dầu, kiểm tra giám sát thương nhân tuân thủ các điều kiện và quy định tại Nghị định số 83. Vụ án Xuyên Việt Oil. Trước đó, vào đầu tháng 9 năm 2023, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức có liên quan. Các bị can bao gồm Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992. Từ khi các nhân sự của công ty Xuyên Việt Oil bị bắt, báo chí đưa ra nhiều câu hỏi về việc cấp phép cho doanh nghiệp này, đã có nhiều thắc mắc về tính hợp pháp của việc cấp phép. Thời điểm đó, ông Đỗ Thắng Hải vẫn còn là Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách xăng dầu, còn ông Trần Duy Đông vừa mới rời vị trí Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước để chuyển sang làm Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu. Văn bản phản hồi báo chí đã được lãnh đạo này duyệt gửi đi, khẳng định rằng khi được Bộ Công Thương cấp phép, công ty có đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, về đại lý xăng dầu, doanh nghiệp cần có 40 đại lý và công ty Xuyên Việt Oil có 49 đại lý, bao gồm 17 đại lý do công ty mẹ Xuyên Việt Oil trực tiếp ký hợp đồng và 32 đại lý thuộc công ty con của công ty Xuyên Việt Oil là công ty Đại Đồng Xuân. Giải thích cho việc Xuyên Việt Oil sau này không duy trì được số lượng đại lý theo quy định, văn bản phản hồi nêu rõ rằng trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp thường có sự thay đổi về hệ thống phân phối. Đối với công ty Xuyên Việt Oil, trong năm 2022, cũng như nhiều doanh nghiệp xăng dầu khác, công ty gặp khó khăn, nhất là sau khi bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu tạm thời 1,5 tháng theo kết luận của Đoàn Thanh tra Bộ Công Thương. Các đại lý của công ty Xuyên Việt Oil đã phải chuyển sang ký hợp đồng và lấy hàng của các công ty khác để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của đại lý. Văn bản phản hồi báo chí cho biết việc không duy trì đủ hệ thống đại lý là do các yếu tố khách quan hoặc chủ quan trong quá trình hoạt động của công ty, đồng thời bày tỏ rằng báo chí đang viết sai sự thật. Trong khi đó, kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương đã chỉ ra chiêu lách luật của Xuyên Việt Oil là để đủ điều kiện về hệ thống phân phối. Công ty này đã kê khai 37 đại lý bán lẻ của công ty cổ phần Đại Đồng Xuân thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ con. Cụ thể là Xuyên Việt Oil góp vốn trên 50% vào công ty Đại Đồng Xuân. Tuy nhiên, ngay trong ngày Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, công ty Xuyên Việt Oil và công ty cổ phần Đại Đồng Xuân đã ký kết văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tại thời điểm hủy bỏ, hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết. Kết luận về Xuyên Việt Oil, Đoàn Thanh tra của Bộ Công Thương đã kiến nghị Vụ thị trường trong nước chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác thẩm định cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và kiểm tra giám sát việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu. Tại thời điểm kiểm tra, công ty Xuyên Việt Oil có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và 18 đại lý bán lẻ xăng dầu. Công ty Xuyên Việt Oil đã bị xử lý vi phạm hành chính và bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu với thời gian 1,5 tháng vì hành vi vi phạm quy định về không duy trì đáp ứng đủ số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định. Năm 2023, Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với công ty Xuyên Việt Oil. Tại thời điểm kiểm tra, công ty có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, có 3 cửa hàng có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực và có 20 hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu đang còn hiệu lực. Trên cơ sở đó, ngày 11 tháng 8 năm 2023,
Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2081 về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của công ty Xuyên Việt Oil. Về việc ông Trần Duy Đông vừa bị cơ quan an ninh điều tra bắt để điều tra về tội nhận hối lộ, đã kéo dài danh sách các cán bộ bị ảnh hưởng bởi sự thao túng của Xuyên Việt Oil. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội nhận hối lộ. Hồi giữa tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra cũng khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Liên quan đến vụ án này, ngày 19 tháng 12 năm 2023, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị bắt về tội nhận hối lộ. Đến tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng khởi tố thêm 4 người để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ, cụ thể là Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội và Đồng Xuân Dũng, lao động tự do. Hàng loạt công ty xăng dầu bị ngân hàng siết nợ. Sau vụ việc liên quan đến Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro, nhiều đại lý xăng dầu khác tiếp tục bị ngân hàng siết nợ. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Bông Sen Vàng vừa bị ngân hàng giao bán tài sản gồm hơn 10 cây xăng trị giá gần 100 tỷ đồng. Thời gian gần đây, liên tiếp các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị các ngân hàng siết nợ. Mới đây nhất, Agribank cũng thông báo đấu giá tài sản đảm bảo của ngôi nhà cổ diện tích hơn 287m tại số 19 phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với mức giá khởi điểm 54 tỷ đồng. Đây là tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xăng dầu Đại Việt theo một hợp đồng vay vốn từ năm 2018. Đặc biệt, sau hàng loạt các sai phạm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, nhiều ngân hàng đã thông báo bán đấu giá các tài sản đảm bảo tại công ty này. Xuyên Việt Oil đang có các khoản nợ tại một số ngân hàng thương mại với tổng dư nợ khoảng 5.500 tỷ đồng. Trên đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi sẽ liên tục chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất trong thời gian tới. Qua vụ án, chúng ta rút ra bài học lớn, cần phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, mọi người đều phải sống theo các quy định pháp luật, không ai được quyền tự cho mình đứng cao hơn pháp luật hay sống ngoài pháp luật. Đây cũng chính là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn nhấn mạnh việc tuân thủ và thực thi hiến pháp. Pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân, là cơ sở để xây dựng một nhà nước pháp quyền vững mạnh. Những quan điểm sâu sắc và toàn diện của Hồ Chí Minh về hiến pháp vẫn luôn là kim chỉ nam cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.